Và P-value nhỏ như thế này thì chúng ta vẫn bác bỏ giả thuyết đất không, tức là chấp nhận hiện tượng phụ thuộc chéo đang tồn tại trong biến GDP. Xin chào, chúng ta tiếp tục với nội dung về kỹ lượng phân tích dữ liệu bảng. Và hôm nay chúng ta sẽ tới với thao tác thực hành kiểm định sự phụ thuộc chéo trên ngôn ngữ R và thông qua giao diện của RStudio. Dữ liệu minh họa thì ở đây là cái dữ liệu một số quốc gia đang phát triển với các biến số như là GDP thực tế, xuất khẩu, nhập khẩu, cũng là các biến với giá cố định 2015, tỷ giá hối đoái thực đa phương. Bây giờ chúng mình sẽ đóng cái file dữ liệu này vào. Các bạn nhớ giúp mình cái sheet chứa dữ liệu ở sheet ready nhé. Mình sẽ đóng nó lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhập dữ liệu vào trong R và sau đó thì mình sẽ thực hiện hai kiểm định là kiểm định nhân tử Lagrange-Prest-Ragan và thứ hai là kiểm định Pesaran-CD để chúng ta kiểm tra xem cái chứa dữ liệu của mình có phụ thuộc chéo hay không. Mình sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là mình sẽ click vào cái session và chọn tới set working directory, chọn tới choose directory. Mình sẽ duyệt tới cái thư mục chứa dữ liệu. Đây, mình để trong thư mục là panel regression. Chúng ta click open. Sau đó bên dưới này thì các bạn có thể thấy cái file dữ liệu đó chính là cái file high income ở dạng XLSX. Đây, nó chính là file này. Bây giờ mình sẽ nhập cái dữ liệu từ file Excel này vào thì tất nhiên mình phải gọi ra cái thư viện đọc đã đúng không? Library read XL. Sau đó mình sẽ nhập dữ liệu từ file high income này vào một đối tượng có tên là HIC đi, high income viết tắt. Chúng ta dùng cái hàm read XL như này và chúng ta gõ đường dẫn vào. Tuy nhiên là mình đã chỉ định đến cái chỉ định thư mục làm việc đến đây rồi, cho nên mình chỉ cần gõ đúng tên của cái file Excel thôi là đủ. High này, gạch dưới in này, gạch dưới come. Và nhớ cả đuôi nữa, XLSX. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái sheet thì mình để trong cái sheet có tên là ready. Ok rồi đấy, đến đây là chúng ta đã nhập xong, chúng ta không cần phải cung cấp đối số gì nữa cả. Chúng ta enter để nhập vào cái dữ liệu vào cái file có tên là HIC. Đó, thì chúng ta có thể xem qua cái HIC này xem nó như thế nào. HIC đây. Đó, các biến số thì chúng ta thấy là ở dạng numeric rồi. Ví dụ bây giờ mình muốn kiểm tra xem GDP này nó có cái sự phụ thuộc chéo hay không thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta phải khai báo định dạng của cái HIC này sang định dạng panel đã. Chúng ta phải sử dụng cái lệnh ở trong thư viện là panel linear model. Đó. Chúng ta sẽ chuyển đổi định dạng về dạng panel, tức là panel HIC, panel high income. Từ cái hàm như sau, đó là cái hàm pdata.frame như này. Đây là cái hàm mà giúp chúng ta chuyển từ cái dữ liệu bình thường sang dữ liệu bảng. Và chúng ta cần phải cung cấp cho nó các cái đối số như sau. Đầu tiên là cái X là cái data frame mà chúng ta muốn chuyển sang panel, ở đây là HIC. Tiếp theo là cái index. Index tức là cái chiều mà chúng ta cần phải khai báo, chiều trong dữ liệu bảng đấy. Thì nó sẽ có hai chiều, thứ nhất là chiều không gian đứng trước và thời gian đứng sau, country. Còn chiều thời gian là cái cột year. Các cái tùy chọn còn lại thì mình có thể để mặc định được rồi. Đến đây chúng ta click enter là đã khai báo xong cái định dạng dữ liệu bảng. Và sau khi chúng ta enter xong thì bên này chúng ta sẽ có một cái data frame tiếp theo ở dạng panel. Đấy, các bạn hãy click vào để xem nó như nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi thực hiện kiểm định dữ liệu bảng bằng cái hàm ở trong cái thư viện panel linear model này. Đó là cái hàm PCD test. Test for cross-section dividend. Ấn phím tab để hiện thị lên đầy đủ cái này. Và sau đó tiếp theo là mình sẽ cần phải chỉ ra cái biến mà mình muốn kiểm tra phụ thuộc chéo. Lấy cái biến là biến GDP đi ở trong cái panel high income, thêm cái dấu đô la để nối với cái dữ liệu nhé. Đây mình muốn kiểm tra cái biến GDP này. Tiếp theo là mình cần cung cấp cái test ở đây thì nó sẽ bằng mình sử dụng kiểm định là Pesaran thì mình sẽ để đây là CD. Còn nếu mình muốn sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange thì để đây sẽ là LM. Thì mình sẽ sử dụng hai kiểm định nhé. Đầu tiên là LM test for GDP, mình sẽ lưu vào cái đối tượng này. Sau khi mình lưu kết quả của kiểm định nhân tử Lagrange, kiểm định Prest-Ragan vào trong cái đối tượng này rồi thì mình sẽ print nó ra kết quả. Có hai thông tin mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là cái p-value và thứ hai là cái giả thuyết thay thế, tức là giả thuyết H1 đấy. P-value nó chỉ là 2.2 x 10 mũ trừ 16 thôi. Rất bé đúng không? Bác bỏ không và chấp nhận cái giả thuyết thay thế bên dưới này. Có nghĩa là biến GDP có phụ thuộc chéo nhá, có sự phụ thuộc chéo. Chúng ta cũng có thể thực hiện thêm kiểm định Pesaran cho biến GDP này. Câu lệnh vẫn vậy. Và cái test ở đây thì mình sẽ để nó là cái CD. Ra enter và sau đó thì mình sẽ print ra kết quả của CD GDP. Và p-value nhỏ như thế này thì chúng ta vẫn bác bỏ giả thuyết H0. Tức là chúng ta chấp nhận cái giả thuyết thay thế này, chấp nhận giả thuyết H1 này là chấp nhận hiện tượng phụ thuộc chéo đang tồn tại trong biến GDP.
Thì chúng ta có thể thực hiện một vài kiểm định khác. Cú pháp đầy đủ của PCD test thì các bạn hãy copy ở đây và sau đó thì các bạn mở cái trang của R document lên. Đây thì click ở đây để chúng ta đọc cú pháp đầy đủ. Thì trong cái test này thì ngoài CD và ngoài LM ra thì chúng ta còn có các test khác. Cụ thể hơn thì các bạn hãy đọc bên dưới này thì nó sẽ có các cái tình huống test khác nhau. Đầu tiên là test cho cái phương trình hồi quy, formula. Thứ hai là test cho panel model, tức là lúc này mình sẽ test cho cái phần dư hai chiều của mô hình hồi quy này, mô hình hồi quy với dữ liệu bảng. Và thứ ba là test cho cái panel series, thì vừa rồi là mình sử dụng cho test cho panel series ấy. Rồi thì kết thúc quá trình kiểm định tính phụ thuộc chéo trên RStudio. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm kênh chất lượng Educare Uni. Đây, nhóm này, link mình để phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.